À, chào các bạn. Thì hiện nay mình thấy trên thị trường có rất nhiều cái module mà người ta làm sẵn cho chúng ta thì thấy nó sử dụng rất là hiệu quả các bạn và mình sử dụng vào nhiều cái mục đích khác nhau. Thì nó rất là tiện. Thì trong đó có một cái module hạ áp, đây là một cái module hạ áp, điện áp đầu vào có thể nó có thể từ 4V cho tới 36V và đầu ra có thể chỉnh được từ 0V 0V cho tới 32V các bạn. <laughs> và mạch này mô đun này thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được điện áp và chỉnh được dòng các bạn dòng tối đa của con này ra được 8 a tới 9 a nếu như chúng ta giải nhiệt tốt thì chúng ta có thể cho được cái dòng ra tối đa là 9 a hoặc là 8 a thì mình thấy cái mô này nó vừa chỉnh được áp vừa chỉnh được dòng có đèn báo đầy đủ cho nên mình thấy cái mô này nó rất là hay các bạn và mình sử dụng cái mô này để mình làm một cái sạc pin đa năng hoặc là sạc ác quy chúng ta có thể sạc pin được từ 1S cho tới pin 5S 6S đều được các bạn tại vì cái nguồn đầu ra của nó nó tới 32V lần các bạn và nó có tính năng ổn định điện áp và ổn định dòng rất là tốt thì mình thấy cái mạch này nó cũng hay hay cho nên hôm nay mình làm cái video chia sẻ với các bạn và mình sẽ cùng các bạn thử nghiệm luôn về các cái tính năng sạc của nó và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta theo dõi cái sạc trên này thì cái này khi chúng ta sạc á các bạn thì nó sẽ báo điện áp sạc và báo điện áp đầy cho chúng ta luôn các bạn và chúng ta có thể chỉnh được cái điện áp chúng ta sạc pin máy ếch cũng được hết các bạn rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ sơ như thế này thì cái mô này trên thị trường thì mình mua nó khoảng 50 mấy gần 60 ngàn các bạn khoảng năm mấy 60 ngàn thì trên này các bạn thấy nó có hai cái chiếc áp thì cái chiếc áp cái bên trên này chiếc áp trên này chính là chiếc áp chỉnh điện áp còn chiếc áp ở dưới này là cái chiếc áp chỉnh dòng nha các bạn chỉnh dòng thì ở đây nó còn có một cái bóng đèn này các bạn một cái bóng đèn ba chân ba chân thì bóng này nó sẽ có hai trạng thái màu xanh và màu đỏ về cái domino đầu vào và đầu ra thì ở trên này người ta có ký hiệu cho chúng ta hai chân này là chân in cộng in trừ là điện áp cấp vào nè các bạn và ao cộng ao trừ là hai cái chân để chúng ta lấy điện áp đầu ra do cái mạch này hôm trước mình làm nó bị chết con ic mình sửa lại cho nên mình câu nó bị đứt dây các bạn mình câu dây lại đó thì nguyên bản, nguyên bản cái mạch nó như thế này thì điện áp đầu vào có thể tới 36V được các bạn cho nên bây giờ mình sẽ cấp một cái điện áp vào đây và mình làm cái sạc cho các bạn xem đây là một cái sạc cực kỳ đa năng luôn thì để cấp điện áp đầu vào thì mình sử dụng một cái biến áp tăng phô các bạn các bạn có thể sử dụng nguồn sung cũng được ha thì ở đây mình lấy cái điện áp ra ở hai cái chân của nó là 20V 20V thì qua cái cầu diode mình nắn cầu diode và tụ lọc mình đưa ra đây cái điện áp DC thì ở đây bây giờ mình sẽ cấp điện mình đo cái điện áp DC đây cho các bạn xem. Thì cách nắng cái này thì nó cũng dễ thôi các bạn, các bạn dùng diode rời hoặc diode cầu cũng được. Ví dụ như đây mình dùng diode cầu này các bạn, diode cầu. Thì hai cái chân giữa của diode cầu các bạn đấu vào hai cái chân AC ra mình đo cái điện áp AC đây là 20V thì mình đấu được đây. Hai cái chân bìa sẽ là hai chân âm và dương các bạn, trên này nó sẽ có ký hiệu dương và âm. Thì chúng ta đấu một con tụ ở chân dương âm để chúng ta lọc cái điện áp cho nó thì cái tụ này các bạn không cần quan trọng cái điện dung cái cái điện dung của nó là bao nhiêu ví dụ như từ 1.000 2.000 3.000 gì cũng được nhưng mà cái điện áp của con tụ này các bạn nhớ làm sao phải cao hơn so với cái điện áp mà cái nguồn này nó tạo ra ví dụ như cái này nó tạo ra khoảng 25V ADC thì các bạn phải dùng cái con tụ có điện áp khoảng 35V cho tới 50V 60V 100V đều được Nói chung cao thì nó ít nổ tụ thôi các bạn Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn vào và mình đo cái điện áp DC khi mà mình qua cầu diode cho các bạn xem nha đây đây là điện áp dương này các bạn dương DC và âm DC đó điện áp này mình đo ra được là nó 26V các bạn 25V mấy 26V nó khoảng đó rồi như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái này để sạc pin từ pin 1S cho tới pin 5S, 6S đều được các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thử nha. Thì hai chân dương âm mình sẽ đấu vào hai chân in cộng in trừ nữa các bạn. Đấu vào đây. do nó còn tích điện ở trên con tụ của các bạn mình cầm vô thì nó hơi nẹt tí rồi bây giờ mình sẽ lấy hai dây điện mình lấy điện áp đầu ra để lấy điện áp đầu ra cho nó các bạn thì đây hai chân mình sẽ lấy điện áp đầu ra thì bạn coi chân ao trừ và ao cộng ha cái domino này thì người ta làm người ta thiết kế cái loại này nó hơi khó dặn các bạn mình thấy một số cái loại thì nó dễ hơn đây bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện vào thì khi chúng ta cắm điện vào thì các bạn thấy trên này nó sẽ có một cái đèn màu xanh nè đó các bạn sáng nè bây giờ mình sẽ cắm đồng hồ mình đo luôn cho các bạn xem cái này ha điện áp đầu ra cũng như chúng ta theo dõi dòng sạc của nó khi chúng ta sạc luôn Thì hiện giờ cái điện áp đầu ra đang là 4V nè các bạn Thì bây giờ mình ví dụ như mình sạc cho pin 1 ếch Thì mình sẽ chỉnh cái chiếc áp ở bên bên ngoài này nè các bạn Phía bên tay phải đây nè Thì mình sẽ chỉnh cái điện áp nó lên nè Đó, Ví dụ như mình chỉnh nó lên khoảng 4V2 Để mình sạc cho cái pin 1 ếch Rồi dòng hiện giờ đang là 0A Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sạc thử Và mình sẽ cho các bạn xem nó báo điện áp Khi chúng ta sạc và báo đầy có báo đầy cho chúng ta xem luôn ví dụ như đây là một viên pin 18650 rồi bây giờ mình sẽ kẹp cái này vô để mình sạc và mình đo dòng cho các bạn xem luôn nè thì hiện giờ khi mà cái dòng sạc nó có đó các bạn thì cái điện ở trên này nó sẽ chuyển sang trạng thái màu đỏ các bạn thấy không đây cái đèn ở trên này nó sẽ chuyển sang trạng thái màu đỏ đây, nó báo là đang sạc. Thì cái dòng sạc này các bạn có thể chỉnh tăng hoặc giảm dựa trên cái biến trở thứ hai này các bạn, biến trở này. Ví dụ như mình đang để đây là dòng 0.5A. Thì do cái pin này nó đầy thì dòng nó chỉ 0.5 thôi các bạn. Các bạn có thể chỉnh giảm xuống cũng được, nhưng mà cái pin này do mình để nó gần đầy rồi. Mình sẽ chỉnh lên cho nó, nó 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 tăng lên thôi. Rồi. Như vậy thì khi mà điện áp gần đầy nó lên được 4.1 rồi nè các bạn, dòng sạc nó còn khoảng 0.48A nè thì nó vẫn còn báo là chúng ta cái đèn màu đỏ tức là đang sạc. Thì một chút nữa pin nó đầy. Pin nó đầy thì nó sẽ chuyển sang trạng thái đèn màu xanh các bạn. Thì khi dòng sạc còn khoảng 0.35A không khoảng 0.3A thì cái đèn này nó sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh các bạn, tức là nó coi như là điện áp trong pin của chúng ta đã đầy. Tuy nhiên là cái mạch này như mình báo các bạn là nó không có tính năng tự ngắt khi pin đầy nha các bạn. Mà nếu như chúng ta vì cái pin hiện giờ mình đang để ở đây là nó không có mạch bảo vệ. Còn nếu như các bạn sử dụng cái pin mà nó có mạch bảo vệ thì cái pin nó sẽ tự ngắt các bạn. Pin nó sẽ tự ngắt thì cái thằng này nó sẽ chuyển sang trạng thái à cái đèn này nó sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh. Còn mình để vậy thì tới cái ngưỡng đầy nó thì gần như là nó không sạc được nữa thì nó cũng sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh các bạn. Ví dụ như cái này mà dòng nó còn khoảng 0 3 ampe thì nó cũng sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh. Tại vì nếu như chúng ta sạc mà cái dòng còn nhỏ quá thì coi như là nó không đáng kể nữa các bạn. Điện nó, nó hầu như là nó gần như là không vào được nữa. Đó thì các bạn thấy hiện giờ là nó đang chuyển qua cái nó nhấp nháy nó nháy nó gần chuyển rồi nè các bạn. Đang ở lần dòng là 0.32A nè. Đó 33A. Rồi như vậy thì khi dòng sạc còn lại khoảng 0.32A thì cái đèn này chúng ta thấy nó chuyển sang trạng thái màu xanh rồi nè các bạn. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn vào cái đèn này chúng ta có thể quan sát được coi như đây là cái đèn báo đầy luôn các bạn. Coi như nó là đèn báo đầy luôn. thì cái này nó vẫn còn sạc được vào nha các bạn nhưng mà cái dòng nó vào rất là thấp thôi chứ không phải là nó không vào bây giờ các bạn có thể muốn cho nó tăng lên thì các bạn có thể chỉnh cái điện áp khi mà chúng ta chưa cấp pin vào nè ví dụ như mình gỡ cái pin ra nè thì mình thấy điện áp đây mình để là 4 v hai nhưng mà thực tế 4 v hai thì nó còn vào nhưng mà nó vào rất là thấp thì các bạn có thể chỉnh lên tí xíu ví dụ như nó lên 4 v ba chẳng hạn đó thì các bạn sạc vẫn bình thường còn ở đây là mình không có mạch bảo vệ nha các bạn còn nếu như chúng ta có mạch bảo vệ thì chắc chắn là cái mạch bảo vệ nó sẽ ngắt tới điện áp no thì cái mạch bảo vệ nó sẽ ngắt thì khi nó ngắt ra cái mạch bảo vệ thì cái đèn ở trên này nó sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh như thế này đó như vậy thì chúng ta sạc pin một ếch là hoàn toàn bình thường bây giờ mình sẽ cũng cái mạch này mình sẽ tiến hành sạc cho pin 3 s luôn cho các bạn xem thì đây mình có một cái khối pin 3S pin này thì ở bên trong mình có lắp mạch bảo vệ nha các bạn có lắp mạch bảo vệ bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện vào và mình chỉnh nè thì trước hết nếu các bạn muốn sạc cho pin 3S thì các bạn phải chỉnh cái điện áp ở trên cái module này khi nó xuất ra đó thì nó khoảng 12V8 tới 13V đây thì mình chỉnh điện áp nó tăng lên thì 12V8 là ngưỡng đầy nhưng mà mạch bảo vệ nó không ngắt các bạn Còn các bạn chỉnh lên 13V thì mạch bảo vệ nó sẽ ngắt Đó mình để mức 12V9 12V9 Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho xạ pin nè Mình cấp vô mình sạc Đó như vậy thì khi mình cấp điện vào thì các bạn thấy cái đèn trên này nó sẽ chuyển sang trạng thái màu đỏ dòng ở đây nó báo là 0,95 a thì ví dụ như cái khối pin của các bạn mà nó có nhiều cell hơn Ví dụ như đây mình đóng có 3S2B thôi Các bạn có thể đóng ví dụ như các quy nhỏ nhỏ các bạn đóng tới 7B Thì các bạn có thể chỉnh dòng sạc lên Ví dụ như đây mình tăng dòng sạc nè Đó Đây mình tăng dòng sạc lên tới 2A luôn nè các bạn Đó 2, mấy A Thì cái này nó có thể chỉnh được dòng sạc tối đa là 8A nha các bạn Tối đa là 8A Nhưng 8A thì các bạn phải giải nhiệt cho cái nhôm này Gắn thêm một cái quạt cho nó giải nhiệt còn thí dụ như các bạn đóng khối pin chỉ có 3S2B như thế này thôi Đây là 6, 6 cell 18650 ghép lại 3S2B Thì chúng ta chỉnh cái dòng sạc nhỏ lại thôi các bạn khoảng 1A tới 1,5A là được rồi Tại vì cái khối pin của chúng ta cái dung lượng nó không cao Đó thì chúng ta có thể chỉnh thấp lại Tùy chúng ta đó, như vậy nếu như chúng ta ráp một bộ hoàn thiện như thế này thì chúng ta sẽ được một cái sạc rất là đa năng các bạn các bạn có thể sạc pin từ 1 ếch cho tới 5 ếch đều được thì cũng tương tự như nãy các bạn dòng sạc nó còn cao thì cái đèn đỏ nó sẽ báo còn khi nào cái dòng sạc mà nó thấp xuống ví dụ như nó sạc cái ngưỡng gần đây rồi thì cái đèn trên này nó sẽ báo về trạng thái màu xanh cho chúng ta biết là cái dòng sạc nó rất là thấp thì coi như là cái báo đầy trên cái cục sạc các bạn thì mình đã từng tháo mấy cái cục sạc pin 3s 5s trên các cái sạc Trung Quốc đó các bạn thì thực tế nó không có tính năng tự ngắt khi đầy đâu các bạn mà nó chỉ có tính năng báo đèn khi đầy thôi giống như cái mạch này vậy nè. Nó giống như mạch này. Nó sử dụng con IC LM358 để so sánh nó lấy cái dòng để nó so sánh. Nó dựa trên cái điện áp của rơi trên cái con điện trở xăng đó các bạn. Thì cái mạch này nó cũng tương tự vậy các bạn. Đó. Ví dụ như mình đang để vậy thì các bạn thấy dòng sạc nó đang là 1.5A, sạc bình thường. Rồi thì các bạn nếu như chúng ta để đầy thì nó cũng sẽ chuyển về trạng thái màu xanh như thế này. Khi mà điện áp trên này nó cái dòng sạc nó sẽ thấp. Mạch này các bạn hình ví dụ như hồi nãy mình để điện áp đầu vào là 28V thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn xem cái điện áp đầu ra tối đa của nó là bao nhiêu V. Đây. Đó, nó lên khoảng 26V các bạn. Lên khoảng 27V. 27V, 26V mấy 27V. Như vậy thì nó sẽ nhỏ hơn so với điện áp đầu vào khoảng 1 2V thôi các bạn. Như vậy nhưng tối đa là 32 thôi nghe các bạn, tối đa là 32V thôi. Rồi ví dụ như các bạn muốn sạc cho pin 5S thì các bạn sẽ để cái nguồn của chúng ta khoảng 21V. Rồi mình để 21V4. Đây, ví dụ như mình có một khối pin 5S đây. Ví dụ như đây là cái khối pin 5S của mình này các bạn 5S 3B mình đóng pin 3B Thì mạch này mình đã gỡ cái mạch bảo vệ ra rồi Thì ở đây là cực dương nè Đầu này là cực âm nè Mình sẽ kẹp vô mình sạc thử cho các bạn xem luôn nè Âm nè Dương nè Đó Như vậy thì khi chúng ta kẹp vào thì chúng ta thấy báo dòng sạc liền Và đèn trên này cũng chuyển thành màu đỏ nè các bạn Chuyển sang trạng thái màu đỏ rồi như vậy chúng ta chỉ cần có bộ như thế này chúng ta sạc rất đa năng các bạn. Rất đa năng, mình sạc thì từ 1S tới 5S, 6S ok hết, sạc ắc quy cũng được nha các bạn. Do mình thấy cái mạch này nó có hai cái đèn trạng thái nó báo trạng thái dòng tiêu thụ đó các bạn. Khi dòng lớn hoặc dòng nhỏ đó dưới 0,32 32 a thì nó sẽ báo màu xanh. Ví dụ như ở đây mình gỡ kẹp ra nè. Đó nó sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh. Còn khi dòng mà lớn lên thì nó sẽ báo sang trạng thái màu đỏ để cho chúng ta biết cái dòng tiêu thụ. Đó. Rồi thì lợi dụng cái tính năng này mình làm cái mạch sạc có báo đèn rất là hay các bạn. Mạch này thì nó khoảng năm mấy 60 nghìn. Rồi mình chia sẻ với các bạn về cái mạch này thì nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn có thể làm cho mình một cái bộ này để chúng ta sạc pin sạc quy các thứ đa năng rất là đa năng rất là tiện cho chúng ta thì chúng ta có thể đóng nó thành một cái hộp chúng ta để vô cho nó tiện cho nó đẹp còn mình ở đây thì mình chỉ ráp để chia sẻ với các bạn thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình chúc các bạn nhiều sức khỏe